Candy, tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Bọn Alibaba đã làm gì cậu mà cậu lại trở nên như vậy? Tớ phải làm gì? Làm gì để cậu trở lại như ngày xưa bây giờ? Alo, chào sếp. Cherry, tôi đã điều tra nguyên vì sao Kenny lại trở lên như vậy rồi. Tại sao vậy ạ? Chính là bọn Alibaba, bọn chúng đã tiêm thuốc vào người của Kenny. Bọn khốn này, tại sao bọn chúng lại làm vậy với Kenny chứ? Phải bây giờ chúng ta phải làm gì để cho Candy trở lại bình thường được ạ? Bây giờ tôi phải một cách duy nhất, hãy lấy thuốc rời tay bọn ấy và... Vâng, em biết phải làm gì rồi. Chào sếp. Chị đã đâu rồi? Chị đang ở bên trong. Mày đã thẩm định được tình hình của con bé Candy như thế nào chưa? Dạ thưa chị, theo tình hình quan sát được, con bé Candy đang bị nhốt trong một căn phòng và bây giờ nó đã trở thành một đứa điên dại. Như vậy là thuốc của chúng ta đã có tác dụng rồi. Tốt lắm. Cái gì vậy chị? Vì nhau trước hôm này là thuốc giải. Bây giờ mày hãy cất nó đến nơi an toàn. Vâng ạ. Tao đi tuần một vòng xem sao. Thank you.
lên xuống. Bọn anh cứ nó đã đến đây chị ạ. Nó biết chúng ta có thuốc giải. Như vậy chúng ta không để thuốc giải rơi vào tay bọn Eagle được. Nếu thuốc giải rơi vào tay bọn Eagle thì mọi người và chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Chị, bây giờ tôi đã dẫn sát từ đây rồi, chúng ta sẽ xử nó luôn. Được rồi, mày đi xử nó đi. Vâng ạ. Cô, hãy mau giao thuốc giải cho tôi. Thuốc giải gì cơ? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Cô đừng có chối nữa. Chính các người đã tiêm thuốc vào người kia đi. Thuốc giải đâu? Tôi không có. Nếu cô không đưa thuốc giải thì đừng có trách tôi. Cô đưa chiếc hộp cho tôi. Tớ lại ở đây. Thôi, chuyện này tớ nói sau. Để tớ đưa cậu lên phòng nghỉ nhá.
Chúng mày có thấy cái gì nghe không? Hình như là cái bọc. Ai sẽ biết là cái bọc, nhưng trong cái bọc là cái gì? Thì muốn biết là cái gì thì phải vào tận nơi mà xem. Mày như là con chó sao? Không, gần như con mèo. Ôi nợn, mày con nợn. Con mèo. Chó. Nợn. Con mèo. Con chó. Nó bảo con mèo. Bốn thằng con trai cầm súng, sợ gì mấy con gái? Sợ à? Ừ. Đi. Tìm tớ có việc gì? Tớ bị bọn cướp lấy mất cái bông rồi. Thế bây giờ bọn chúng nó ở đâu? Bọn chúng nó ngồi bên tớ. Mẹ bảo tớ chạy về đây kịp. Vậy à? Chúng ta muốn đi thôi. Cứ của chúng mày ở đâu?
Mày hỏi nhầm người rồi. Mày có biết tao là vua đi đòn không? Mày có nói không? Dạ em nói ạ. Chị đi theo em ạ. Đi. Mày vừa đi đâu về? Thế cái tiền em vừa đi mua hàng lợn về tặng chị đấy. Chúng mày làm gì có tiền mà mua gấu tặng tao? Chẳng lại vừa đi cướp của đứa nào chứ gì? Không, em đi mua mà. Mày đi mua, sao lại có tên người khác ở đây? Ủa, em không biết chữ đâu. Chị chị mày. Đi xin nào. Đi rồi, chữ này mà không đọc được. Tao không biết. Thế anh cứ mày đặt. Mà chữ gì thế chị? Không sao, thằng nào tao cũng đừng cần. Mày cứ để đây đi. Dạ. Thế con lợn này cũng đẹp giống chị. Mày em nói đẹp quá.
Công là ai vậy? Công đến đây làm gì? Công thức chế tạo bom nguyên tử đâu? Mau mang ra đây. Đây, bom công trình nghiên cứu của tôi ở đây. Mày biết điều đấy. Tất cả công thức của ông tôi đưa hết cho ông rồi. Ông tha cho tôi. Tha cho mày cũng được thôi, còn phải tùy thuộc vào số của mày nữa. Không đi làm gì tôi. Về thôi. Lấy được công thức chế tạo vũ khí hạt nhân của tên tiến sĩ rồi ạ. Chúng mày làm tốt lắm. Giờ thì không ai có thể chống lại ta nữa rồi. Ta sẽ có thưởng cho chúng mày. Giờ thì về vị trí. Yes sir. Không nhìn thấy mặt của hai tên hung thủ. Xem tiếp đi. Dừng lại. Phóng to chỗ này lên cho tớ. Thì ra là bọn Alibaba. Ta đi thôi.
Mày đủ bản lĩnh thì lấy đi. Tớ đã lấy lại được công thức rồi, chúng ta về thôi. Bọn chúng là ai mà lại đứng ở căn cứ của mình nhỉ? Cherry lại không nghe máy nhở? Chúng mày, lên đây! Đại ca gọi. Mày mang hết đống vũ khí lên về cho tao. Ui, súng đẹp thế đại ca. Đại ca, con băng bé này thì sao? Mục đích của tao không phải là nó. Tiếc thế. Rồi, đã bị bọn Alibaba cướp rồi, chúng ta phải nhanh chóng lấy lại.